xin chào tất cả các bạn hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới bạn một số mẹo để chúng ta có thể cọ và phủi được những cái bụi ở trong những cái chi tiết hoa văn bằng gỗ những cái chi tiết này thường xuất hiện rất là nhiều như ở những cái tủ và bộ sập nguyên liệu thì các bạn cần cho mình là các bạn sẽ kiếm cho mình một cái cây đũa tre các bạn có thể sử dụng những cái cây đũa tre sử dụng một lần và tiếp theo các bạn sẽ kiếm cho mình một mảnh vải khô các bạn có thể lựa chọn những cái mảnh vải có nhiều, những cái bông xù thì càng tốt. Các bạn sẽ cắt cái mảnh vải này ra có kích thước từ 5 cho tới 6 cm. Tùy theo các bạn muốn cắt bao nhiêu thì các bạn cắt. Ở những cái chi tiết gỗ nó tùy theo là những cái nỗ nhỏ hay nỗ to thì các bạn sẽ cắt được những cái mảnh vải như thế. Ở cây đua tre này các bạn sẽ sử dụng một cây dao. Các bạn sẽ bổ bổ tầm khoảng vừa phải thôi các bạn nhé. Ví dụ như là các bạn sẽ cắt cái mảnh vải có kích thước như thế nào thì các bạn sẽ bổ cái cây chia như thế. Sau khi đã bổ cây chia này ra xong, các bạn sẽ lấy tay để lấy khe hở của cái cây chia này và các bạn sẽ kẹp cái mảnh vải này vào cái cây chia này. Trong quá trình các bạn kẹp vào, các bạn kéo xuống thì với cái độ kẹp của hai cái điểm của nó thì nó rất là chặt luôn các bạn ạ như vậy là chúng ta đã có thể chế tạo ra được một cái cây cọ để chúng ta vệ sinh rồi các bạn có thể sử dụng thêm một cái máy khoa như thế này và các bạn sẽ xoay với một cái lực tác động của cái chổi tự chế như thế này thì nó sẽ phủi được bụi ở những cái chi tiết nỗ của những cái ghế sofa hoặc là những cái bộ sập sofa bằng gỗ ở đây mình muốn vệ sinh cái chi tiết của những cái tủ gỗ có hoa văn như thế này. Đấy, các bạn sẽ đưa cái cây khoan này vào đây và các bạn sẽ quay nó và nó sẽ phủi được những cái bụi ở trong những cái hốc này. Những cái bụi và những cái măng nhện rất là nhiều và xuất hiện rất là nhiều. Trong quá trình chúng ta sử dụng những cái cây um, chổi thông thường hoặc là những cái mảnh vải thông thường chúng ta không thể nào mà phủi được những cái bụi bên trong của những cái hốc này rất là vất vả với cái cây trở này các bạn tự chế các bạn sẽ đưa nó vào đây và các bạn sẽ xoay nó sẽ đánh bay được những cái bụi hoặc những cái màng nhẹ trong những cái đồ gỗ chi tiết như thế này đấy thì à, trong quá trình các bạn dọn dẹp như thế này mình thấy nó rất là nhanh và rất là hiệu quả cách này mình đã sử dụng ở đây thì cũng khá là nhiều năm rồi năm nào mình cũng sử dụng đấy cứ đến dịp Tết xuân về thì mình bắt đầu sử dụng những cái vệ sinh này. Hoặc là mình đã sử dụng thường xuyên hàng ngày luôn các bạn. Cứ bụi là mình sẽ dọn dẹp. Đấy. Với cái cây trổi tự chế này, với một cái nực bật của cái mảnh vải đó. Nó sẽ đánh bay được những cái vết bụi ở trong những cái chi tiết hoa văn gỗ này. Rất là hiệu quả luôn các bạn ạ. Đấy. Cái trổi tự chế này của chúng ta. Trong quá trình sử dụng sẽ giúp cho các bạn trong công việc dọn dẹp nhà cửa rất là hiệu quả. Nếu mà bạn không có máy khoan thì các bạn có thể sử dụng tay và các bạn xoay hoặc là các bạn làm thế nào thì làm thì đều có thể đánh bay được những cái bụi này nhờ cái nước bật của cái mảnh vải này. Đấy. Những cái nỗ nhỏ hơn thì các bạn sẽ vót cho cái cây đũa này nó nhỏ hơn và các bạn sẽ kẹp cái mảnh vải này vào. Và chúng ta sẽ vệ sinh rất là nhanh luôn các bạn ạ. Và rất là sạch với cái cách này mình hy vọng nó sẽ hữu ích cho các bạn trong quá trình các bạn dọn dẹp nhà cửa để đón Tết thì nó rất là hiệu quả các bạn thấy video của mình hay thì các bạn like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau